It's amazing. Rồi nó nói hả con mẹ quay con chú chơi coi chú chơi cho con chú coi nó hát. I'm Queen Elsa of Arendelle. At the light, use the left two lanes to turn onto North Michigan Avenue. I'm Queen Elsa of Arendelle. Don't you know there's part of me that loves to go into the unknown, into the unknown. It's amazing. It is so amazing. I don't know why. Mà sao con không cho mẹ hát? Con mẹ hát con chị. Hả? Mà sao con không cho mẹ hát? Lý do không cho mẹ hát là gì? Con cho mẹ biết một lý do đi. Cái chuyện gì cũng phải cần có lý do. Bây giờ con phải ngồi xuống con nói chuyện đàng hoàng với mẹ đàng hoàng. Lý do sao mà con hát được mà mẹ không được hát? Con nói giùm cho mẹ đi. Cho mẹ biết một lý do đi. Lý do sao mà con được hát mà mẹ không được hát? At the light, turn left onto North St. Clair Street. Then turn left onto East Ontario Street. Đúng không? Làm người ai làm thế? Hâm. Làm người ai làm thế? Hâm. Không sao. Hâm. At the light, turn left onto East Ontario Street. Then turn right onto North Michigan Avenue. At the light, turn right onto North Michigan Avenue. Đó, đang dừng ở đây chay cho bồ câu con. Ờ, mẹ thấy rồi, cô chú thấy chim bồ câu rồi con. Rồi con cho chim bồ câu ăn đi. Cho chim bồ câu ăn popcorn đi. Yeah, giỏi quá. In half a mile, take a slight left turn to merge onto I-90.
Disney Store, cô chú ơi, cửa hàng Disney của Chicago. Chay thấy quá trời đồ chơi luôn, nhưng mà được cái vậy nè, Chay rất là hay nha. Mẹ nói cái nào mà mẹ nói không là không, chứ không có được đòi mà khóc la sầm. Cái này là tại vì mẹ muốn mua cho Chay nên là mới mua đó, chứ còn nếu mà mẹ nói không, mẹ không có tiền là Chay cũng không có đòi nữa, đúng không Chay? Chay rất là ngoan luôn. Rồi cái nào mẹ nói ok, mẹ nói không, không được á là học thầu là ok luôn, không có khóc la gì hết á. Mẹ thấy cái tính vậy là rất là giỏi luôn á nha. Phải biết cho mẹ mình, thấy không? Ví dụ như mình thích cái món đồ đó, nhưng mà lỡ mà mẹ hay mình không có tiền rồi sao mẹ mình mua cho mình được, đúng không con? Mình thích là mình thích, nhưng mà không mình có tiền. Không có tiền, con nói đi, mẹ không có tiền. Cô nói cho cô chú nghe đi, mẹ con không có tiền. Mẹ để dành tiền đóng tiền học cho Chay. Nói đi con. Chay. Mẹ để dành tiền để đóng tiền học cho Chay. Tiền học Chay. Tiền học quan trọng hơn. At the light, use the left three lanes to take a slight left turn to merge onto I-90. Chay có buồn ngủ không? Rồi, Giang Hồ đi ra tắm rồi cô chú ơi. Chờ chút đi quay được cái cảnh nhảy vô coi. Chưa kịp quay hả? À, show you, show me đi. Gần thôi, đừng có xa quá, được rồi. Stop. Rồi, vô. Are you okay? Bà ngoại sao? Bà ngoại cho coi nước ấm không? Trời ơi, ngoại mới xả nước qua đây từ sáng giờ, giờ ấm hỉnh đây nè. Oh, I show you. You show me what? Nữa hả? Cái gì đó, từ từ thôi chay. Cái gì vậy? Ôi trời. nó nhảy nó làm y như là ở dưới đó là niệm, ở dưới hay gì nó nhảy không biết, ở dưới đó là thảm cỏ đó. Chay giờ sáng giờ được mẹ giờ sao giờ được mẹ dẫn đi downtown Chicago nha cô chú nha, dẫn đi vô Disney Store đó cô chú, rồi đi về từ nãy giờ tô vẽ lên hang mắt rồi đó. Ui trời ơi, vui lắm. Kệ đi, qua đây không dẫn đi chơi, dẫn cho đi xuống Disney Store đồ. Cái gì con? Cái gì vậy, cột tóc quá hả? Dạ. Để đó đi. Dạ. Ừ. Trời đất ơi, bơi nó bơi y như hồ bơi là cái niệm vậy đó. Vui không? Gì nữa? Cái gì tự nhiên, trời ơi, trời đất ơi, tự nhiên lại lấy cái tay ướt của nó vuốt lên mặt tôi, được không? Rồi kể cho cô chú nghe chuyện này, sáng này nè, lúc mà Ngọc đi trước khi đi downtown á,
là Ngọc nhớ là Ngọc có đem một theo một cái giỏ, không biết mọi người biết cái giỏ đó của Ngọc không, cái giỏ Gucci mà Ngọc Gucci mà Ngọc đeo chéo chéo mà màu đen đen đó. Cái Ngọc nhớ là Ngọc có đem ở Michigan qua. Gì con? Trời ơi dữ ta, Ngọc nhớ Ngọc có đem ở Michigan qua. Mà sao Ngọc kiếm hoài không thấy? Cái Ngọc tưởng Ngọc không có đem. Cái xong rồi cái Ngọc vừa đi, Ngọc vừa làm bộ, Ngọc hỏi chay con có thấy cái giỏ Gucci màu đen của mẹ đó không chay? Trời, nó đứng nó suy nghĩ, nó nói Gucci hả? Nó chạy lên đầu nhà thím á. Nó chỉ nằm, mà nó chỉ nằm ở cái góc kia kìa. Nó nói mẹ giỏ Gucci nè, coi được không? Thì sao mà nó biết vậy? Nó nói chắc nó là người phá của tôi chứ gì? Rồi xong rồi cái bà còn bà ngồi xuống, á, ở dưới cái kẹt á. Bà móc ra một đống tiền. Bà nói mẹ, tiền nè mẹ. Trời ơi, bà lấy giỏ tôi, bà phá, bà ra, bà móc tiền. Cái gì? Đang kể cô chú, con quậy đó. Thấy rồi. Nó móc ra một mớ tiền tôi đem theo. Nó nói tiền nè mẹ, có được không? Từ cái bữa mà Ngọc qua chú xí thím tới giờ là cái giỏ đó Ngọc không hề đụng tới. Tiền ở trong đó Ngọc cũng không hề đụng tới. Rồi tới bữa nay đi mới cần cái giỏ đó, mới kiếm cái giỏ đó. Chứ mà 10 ngày nữa là 10 ngày nữa mà tôi không kiếm là cái giỏ đó vẫn còn nằm ở đó. Và tiền cũng sẽ vẫn còn ở đó. Tại trong nhà mà. Nhưng mà không, nếu mà không kiếm là không hề biết bà chay nè. Ê, sao đổ nước ra? Trời ơi, mà bà biết cho bà, trời hỏi bà cái bà biết liền à. Tướng mà lắm. Nhà ở cái nhà Ngọc, bây giờ Ngọc nói thiệt nha, nhà Ngọc mà Ngọc kiếm cái gì không ra là Ngọc hỏi chay với ba đó là kiếm ra hết. Ngọc là Ngọc để đồ á, Ngọc ưa để đồ bị lung tung lộn xộn lắm. Mà đặc biệt á là nói chung là không có đặc biệt nào hết, đồ nào cũng vậy hết á. Là mong mốt là đồ một á, ba chay cất, hai là chay cất chứ mai đó. Đúng không chay? Chay. Hồi sáng này con tìm giùm mẹ cái giỏ của mẹ màu đen phải không? Giỏ một lát á. Đúng không? Rồi nữa quên kể cho nghe này nữa, trời mình đi chứ đi chung với nó là bất ngờ này tới bất người khác. Đi vô Disney Store, mà mọi người có biết Disney Store là một cái chỗ mà đây nè chỗ này nè, chỗ mà trời ơi trời ơi, chỗ mà dành cho nó bán thí dụ như phim hoạt hình gì có là trong Disney Store có hết, giống như là Mickey Mouse nè, Elsa, Anna nè, rồi Alibaba, rồi Disney Store. Yeah, Disney Store. Rồi xong rồi cái Disney Store. Yeah. Xong rồi cái hả, trời ơi Ngọc vô, Ngọc vô hả, có những nhân vật như là tiên cá nè, rồi hả, cái gì đó Cinderella là cái con giống như là Cinderella, là giống như là cô tắm của Việt Nam mình vậy đó. Rồi ai nữa ta, rồi nhiều lắm, nói chung là Ngọc không biết tên mấy con đó. Cái gì con, quá giỏi luôn. Trời ơi Ngọc vô Ngọc hỏi nó chay này ai này ai, cái hình tượng này con này con tên gì nó biết hết luôn, tin không? Nó nói mẹ ơi cái này là Rapunzel. Rồi hả, cái con tiên cá là nó tên gì á? Đây hỏi nó coi tên tiên cá tên gì, quên bà tên tiên cá rồi. Elsa, rồi hả, công chúa ai này công chúa kia, hỏi tên gì? Chay cái mermaid tên gì quên rồi. Mermaid tên gì? Mermaid. No, mẹ biết mermaid rồi, nhưng mà nàng tiên cá là tên gì? Dạ. Tóc màu red tên gì? Red. Tên gì? I show you red. Giờ biết màu đỏ rồi. Trời, I show you màu red đó, nó để lại cho màu đỏ. Biết rồi. Nhưng mà đây nè, cái nàng tiên cá mà cái đuôi màu green á. Cái tiên cá mà cái tóc màu green. Cá mẹ màu green đúng rồi. Trời ơi, nó vô nó nhìn, nó chỉ từng người, nó điểm mặt từng đứa hết, nó đứa này tên gì nó điểm hết. Trời ơi, nó điểm mặt mà Ngọc không ngờ là nó biết luôn mà. Chay, cái người mà cái cô gái mà có mái tóc thiệt là dài luôn tên gì? The one with the long hair, magical hair. Yeah, magical hair. What's her name? Cái gì nữa? Magical hair. Yeah, long hair. What's her name? Re what? Rapunzel, right. Trời ơi, nó nhảy y như là cái niệm vậy đó. Ủa này nó có ao, nó có im không mà nó nhảy dữ trời. Cũng im. Rapunzel là cái cô bé mà có tóc dài, thiệt là dài luôn. Rồi cái nàng tiên cá. Dạ. Nàng tiên cá tóc màu red tên gì? Arrow gì hả? Arrow gì đó.
Thôi mẹ đọc chữ nó khó quá, mẹ kêu nó cereal nha. Hả? No, cái cô đó là tên là cereal. Kêu cereal đi cho dễ chứ còn R-O chứ cái mệt, mệt quá đi. Nha, mơ mốt từ giờ sau là mẹ kêu cái cô mà cái tên nàng tiên cá mơ mây đó là cereal. Mơ mây hả? Phải kêu bằng mơ mây hả? Trời ơi, cái bà vô bà chỉ từng bà điểm mặt biết không? Nó coi á, nó coi iPad. Dạ, nó coi iPad idol đó, mình đâu có biết rồi, mình đâu có biết nó coi cái gì biết không? Đâu biết nó bao nhiêu được vô được cái đầu của nó. Nó coi coi nó mở gì nó coi coi mình đâu để ý đâu. Trời mà nó coi bà biết hết tên nhân vật con thấy ghê quá thiệt. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Đã chưa? Ôi chao ơi. Rồi ai nữa ta? Hồi sáng này nó làm gì bất ngờ nữa ta? Rồi nó làm gì cái bất ngờ lắm. Ở với nó mỗi ngày là một sự bất ngờ mà. Nhưng mà nhiều nụ hôn bất ngờ. Oh first kiss, you make me happy. Chạy à, con chạy một hồi là nó trợt một cái là con té ngay chỗ này là con xước đầu gối nè. Chạy á, chạy nước không mà xước đầu gối đó. Trời đất ơi. Đã không? Đã không? Đã không con? Chị nói nghe là sao con không chơi với mấy em heo này vậy? Con heo nó kêu vậy hả? Dạ heo. Ê, chơi, nó nghe là con heo này trong bộ phim nào? Phim nào? Phim nào có con heo? Phim nào? Khui rồi bà là bỏ tiền vô cái đó cái. Nhưng mà cái con heo á, cái con heo trong bộ phim hoạt hình nào? Peppa Pig, đúng rồi, đúng là con heo trong một phim Peppa Pig. Còn một phim nữa, một phim mà cái bài này nè. Phim gì? Moana, đúng rồi. Moana, cái ở làng gì? Ở làng Motunui gì đó. Moana, make way. Con trai nó nhớ đồ tới cỡ nổi mà hả, mỗi lần mà hả đồ mà Ngọc để đâu mà Ngọc cất ở đâu mà Ngọc nhớ cái mẹ Ngọc nói vậy nè. Ngọc nói với mẹ Ngọc con nói trời con để cái này có đâu con không nhớ rồi. Mẹ Ngọc nói hỏi chay. Học mà tin là hỏi là nó kiếm ra đó. Nếu mà nó biết là để ý cái đó đâu là nó biết á. Ui trời, ui xả quá. Đó hồi nãy nước nhiều tự nhiên cái con xả xuống giờ thành nước chút xíu rồi nè. Con nói con gì con? Con sheep. Mary had a little lamb, right? Little lamb. Mary had a little lamb. Cái gì nữa đó? Ủa nhạc ở đâu à? Ê, còn cái con này tên gì? Con này con gì? Bubbles. Con này con gì? Con này con mèo. Mèo. Phải con mèo không? Con gì? Owl, đúng rồi. Rồi con này con gì nhá? Horsey, đúng rồi. À, con này con gì? Con này là con... Rabbit. Bảy. Con gì? Rabbit. No, không phải. Ủa, con không biết con này hả chạy? Rabbit. No, froggy. Froggy, that's froggy. Yeah, that's froggy, đúng rồi. Nó nói con này con thỏ. Froggy. À, không. À, ý nó nói cái con thỏ với con này là cái tướng nhảy giống như nhau, nhưng mà con này là con ếch. Con ếch, con froggy. Đúng rồi, froggy, nó nhảy vậy nè. Chum. Rồi đây nè, con này con gì? Là con gì? Ủa là gì? Tiếng Việt là gì con gì? Biết rồi nhưng mà con tên gì? You don't know? Con gà. Đúng rồi, gà. Nè cái con này lạ nè. Con này lạ nè, con gì? Quạt. Con quạt là con gì? Quạt. Còn con đó con gì á? Con này nè. Con này con gì? Mu. Con này nó kêu mu hả? Dạ, con mu là con gì? Con cow. Con cow. Con bò sữa. Bò sữa.
Trà sữa với bà sữa. À, trà sữa sao? Kéo sữa ra. Kéo sữa ra. À trời đất ơi, bò sữa nó nắm vú nó dắt sữa ra, nó kéo sữa ra. Nó nói ai show you là nó nói mẹ mẹ để cho con cho mẹ coi nè. Trời ơi, kéo sữa ra có được không? I just let my movie. À, con coi ở đâu vậy? Farmer Market. Ủa, con coi ở Farmer Market hả? Trời ơi, nó nói ở nông trại á. Nó nói ở nông trời cái gì? Ủa sao này? Sau này nó ra xì hơi rồi. Trời ơi, nó nói ở nông trại, người ta dắt sữa bò ở trong trại ông nội ơi. Ngọc là không hề đó nghe, Ngọc có không hề nấu con bò, rồi chỉ cho nó mấy cái con bò này dắt ở nông trại đó. Thấy không? Tôi nói một ngày nó đưa tôi qua bà phiết đâu. Một ngày nó đưa tôi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác ở Farmer Market đi chứ. Là chợ nông sản, chợ nông trại đó. Trời ơi, dắt sữa bò ở chợ nông sản có được không? Đi đâu ạ? À? Đi đâu ạ? Peppa Pig. Peppa Pig đâu? Ồ, Peppa Pig nằm ở trong cái thùng này nè con. Đây, đây Peppa Pig đây, để con này trong đây đi. Đây này mày đứng đây cho. Đây rồi. Rồi, đi đây. Đây nè, đây đi tắm Peppa Pig.